đặc biệt giúp phản ứng nhanh với nguy cấp. Theo GizChina, Apple mới nộp bằng sáng chế cho văn phòng bằng sáng chế Hoa Kỳ, trong đó mô tả hoạt động của một thiết bị nhỏ được đeo trên ngón tay, đó có thể là một chiếc nhẫn thông minh được tích hợp vi xử lý, micro và mô-đun kết nối không dây. Ngoài ra, chiếc nhẫn thông minh này cũng được trang bị các cảm biến để ghi lại chuyển động, màn hình cảm ứng nhỏ và một vòng xoay để điều khiển iPhone, iPad. Kế hoạch của táo khuyết tiết lộ, nhẫn thông minh không phải thiết bị hoạt động độc lập mà nó được kết nối với iPhone iPad để kiểm soát các thiết bị này mà người dùng không cần phải chạm tay vào máy. Các tương tác có thể thông qua màn hình cảm ứng nhỏ hoặc ra lệnh cho trợ lý ảo Siri. Apple cũng cho biết sự hữu dụng của nhẫn thông minh theo bằng sáng chế này là để xử lý trong lúc người dùng cảm thấy bất tiện bởi các thiết bị công kềnh hoặc phản ứng nhanh với các tình huống nguy hiểm khẩn cấp mà không bị phát hiện. Táo khuyết không phải công ty đầu tiên phát triển nhẫn thông minh. Amazon cũng vừa ra mắt chiếc nhẫn cho lút và đã bắt đầu cho người dùng đặt hàng. So với nhẫn thông minh của Apple, cho lúc chỉ có thể sử dụng giọng nói để giao tiếp với Alexa. Tất nhiên, chỉ với bằng sáng chế thôi sẽ không có gì chắc chắn rằng nhẫn thông minh của Apple sẽ sớm ra mắt. Vì thế còn quá sớm để chờ đợi nhẫn thông minh của táo khuyết. Nhưng chí ít các iPhone biết được rằng hãng sản xuất iPhone đang quan tâm đến loại thiết bị đeo nhỏ gọn này.